À, để giờ coi thử nó sáng hay là tối. Chào Dũng, chào Thu Thị nha. Mọi người vào chơi mini game đi. Chào các cô. Chào Kiều Anh, chào Đức Nam. Các bạn chia sẻ bài để nhận tài liệu và quà nhé. Các bạn comment cho mình số điện thoại đi để tí nữa bóc xong trúng thưởng nhé. Lê Phương. Các bạn comment cho mình số điện thoại ở dưới đi. Để mình ghi tên và tí nữa để biết trúng thưởng nào. Lê Hải Anh. Cảm ơn Đức Nam. Các bạn comment cho mình số điện thoại đi nhé. Để cho mình tí nữa bóc thăm coi bạn nào trúng thưởng nha. Sẽ được nhận quà nhé. Quà sẽ trị giá 800.000, đó là một nước bộ nước hoa và một cây son môi nha cả nhà. Các bạn comment cho mình số điện thoại ở dưới nhé. Chào Su Su, Đoàn Thị Phương Thảo. Comment số điện thoại ở dưới đi. Rồi Đức Nam, cảm ơn. 069. Đức Nam. Rồi các bạn comment cho mình số điện thoại ở dưới nha. Bình ơi, comment cho mình số điện thoại đi. Phương Thảo cho cô xin số điện thoại nè. Các bạn comment số điện thoại ở dưới nha. Số điện thoại ở dưới để được nhận quà nha. Quà là một một bộ gồm có nước hoa với lại son môi nha cả nhà. Các bạn comment cho mình số điện thoại, tí nữa mình bóc ngẫu nhiên nhá. Nếu như mà bạn nào mà trúng thì được nhận ngay một bộ gồm có son môi và nước hoa nha cả nhà. Rồi cảm ơn Bình. Dạ Hân ơi, cho xin số điện thoại đi. Bình, số điện thoại 138. Rồi các bạn comment cho mình số điện thoại ở dưới đó. Phạm Gia Hân. Gia Hân 736. Gia Hân 736. Rồi các bạn comment cho mình số điện thoại nha. Để tí cuối giờ mình sẽ bốc xong. Nếu như bạn nào mà trúng Thu Huyền 433. Các bạn vào chơi mini game đi. Hên xui Bình ơi. Nhớ là các bạn phải theo dõi từ đầu đến 9 giờ mình kết thúc. Mình sẽ bốc xong trúng thưởng nha. Thảo Chi, số điện thoại nè. Và hôm nay những bạn nào mà mua sản phẩm ở bên mình thì được tặng ngay một túi rất là xinh nè. Mua một được tặng một nha. Hoặc là được tặng áo mua cha, hoặc là một túi sách cực xinh nha. Bạn nào chia sẻ vào 10 nhóm sẽ được tặng 10% khi mua sản phẩm và tặng quà một túi sách nhé. Về chương trình bốc thăm trúng thưởng thì ghi vào giờ cưới như như 4.000. Rồi các bạn cho mình xin số điện thoại nha, để cuối giờ bốc xong trúng thưởng nha. Còn các bạn nhớ chia sẻ để nhận quà nha. Chia sẻ vào 15 nhóm thì các bạn sẽ được nhận ngay một túi sách nha. Thu Chi 807. Như vậy tí nữa sẽ bốc xong ngẫu nhiên nha. Bạn nào trúng thì để được nhận ngay một bộ gồm có là nước hoa và son môi nha cả nhà. Đây, đây là một trong những dòng nước hoa rất là thơm. Và xong ngôi nha cả nhà. Bạn nào chia sẻ trong 15 nhóm thì lại được ngay tặng ngay một cái túi nhá. Và một tập tài liệu nha. Về kinh doanh nha. Thu Nguyệt cho mình xin số điện thoại nhá. Chỉ cần chia sẻ bạn sẽ nhận được ngay quà nhé. Chỉ cần chia sẻ trong 15 nhóm bạn sẽ nhận ngay quà. Và tí này có chương trình bốc xăm ở cuối giờ nha cả nhà. Thủy Kiều cho cô xin số điện thoại luôn nhé. Thu Nguyệt, Lan Hương. Các bạn comment số điện thoại ở dưới để tí này bốc xăm trúng thưởng nha.
bạn nào chia sẻ thì sẽ được nhận quà nhé. Nhớ là chia sẻ ở chế độ công khai nha cả nhà. Rồi Võ Kiều Chi 1234. Rồi tính 3 số cuối nha. 1234 Kiều Chi. Các bạn comment cho mình 3 số cuối của điện thoại đi nhé. Tí nào bốc xăm bạn nào trúng thưởng thì nhận ngay quà với trị giá là 800k nhé. Rồi ok Kiều. Những bạn nào mà cuối giờ bốc xăm trúng thưởng thì bạn chia sẻ cho mình một lần nhé. Và comment cho mình 3 số cuối của điện thoại. Còn bạn nào chia sẻ cho mình vào 10 nhóm thì sẽ được nhận ngay quà đó nhé. Chỉ cần chia sẻ vào 10 nhóm và chụp màn hình gửi lại cho mình đã được nhận ngay quà nha các bạn. Thị Thủy là 843. Rồi quả Thủy là 843. Các bạn chia sẻ cho mình nha. 843 là quả Thị Thủy. Nam là 438. Các bạn nhớ chia sẻ ở chế độ công khai nhé. Và 9 giờ mình sẽ kết thúc livestream nhé. Và sẽ bốc ngẫu nhiên nhé. Trần Hương 677. Bùi Hồng cho mình số điện thoại nhé. Nguyễn Thơm xin lấy số điện thoại để nhận quà nha. Như vậy những bạn nào mà chia sẻ và comment cho mình 3 số điện thoại ở dưới sẽ nhận ngay một món quà trị giá 800k, đó là một hộp nước hoa và một bộ son môi nha. Nguyễn Đình Quyết 964. Không cần đâu, không cần đâu chị ơi, chỉ cần em chia sẻ một lần thôi, cô sẽ ghi số điện thoại và xí nữa cô bóc ngẫu nhiên bạn nào trúng thì được nhận quà 800k nhá. Ngoài ra bạn nào chia sẻ về 10 nhóm thì bạn sẽ được nhận ngay một món quà. Nhưng mà khi chia sẻ 10 nhóm thì vừa phải là thành công nhá, và 10 nhóm nói thì được nhận ngay cái túi sách nha các bạn. Các bạn có thể nhận túi sách ngôi cha hoặc là túi sách. Đây. Các bạn chỉ cần chia sẻ 10 nhóm và chụp là 10 nhóm nó đã chấp nhận thành công thì được nhận ngay quà nhé. Còn cái đây tí nữa bạn comment cho mình số điện thoại, tí nữa mình bóc xong trúng thưởng nha. Quyết 964. Các bạn nhớ chia sẻ cho mình chế độ công ngái. Bùi Văn 803. Bùi Văn KB cho số điện thoại đi để xin được nhận quà nhé. Trần Lê cho mình số điện thoại luôn nha để xin cho mình này. Phùng Kim 945. 945 là quả Phùng Kim. Các bạn vào chơi mini game nhé, quà sẽ được nhận đó là 800k. Vâng, xin chào Trần Hằng. Chào Hải Yến, chào Xuân Hùng, chào Hoàng Thị. Các bạn comment cho mình 3 số cuối của điện thoại để được nhận quà nhé. Tí này mình sẽ bóc xăm ngẫu nhiên nha. Bóc xăm đừng có bạn nào thì bạn đó được nhận quà nha. Cảm ơn Chi. Rồi của bạn Trần Hằng 829 cô ghi rồi nha. Trần Vô Lối chia sẻ cho cô 10 nhóm sẽ được nhận ngay quà nha. Đó là túi sách của Mocha nè nha các bạn. Các bạn chia sẻ cho mình để được nhận ngay quà nhé. Chia sẻ cho mình rồi nhiều 10 nhóm sẽ được nhận quà nha các bạn. Và cho mình số điện thoại để được nhận quà nha. Rồi Hải Yến 928. 928 của bạn Chuối là 640. Thơm là 560. 640. Cảm ơn Hương. Nguyễn Thơm 560. Nguyễn Thơm là 560. Trần Hằng 707. Rồi Sư Hoàng 48. Kim Hồng số điện thoại. Rồi Nguyễn Tuyết 027. 027.
0027 là Nguyễn Tiết. Các bạn nhớ là phải xem livestream từ đầu đến cuối nha, Nguyễn Tiết. Giải tí nào bất ngẫu nhiên, nếu bạn nào trúng thì được nhận quà là trị giá 800k nha. Hồng Mến 867, cảm ơn Hồng Mến. Hoàng Thị 936. 936. Yoka 896. Như vậy tí là bất ngẫu nhiên nha các bạn. Nếu như trúng số điện thoại của bạn nào và tên của bạn nào thì đã được nhận quà với trị giá là 800k đó. Đó là một bộ nước hoa nha các bạn. Bộ nước hoa và một bộ nước hoa nè. Mộc Miền 679. Lê Xuân, Xuân là 114. Toàn cảnh 207. Các bạn nhớ chia sẻ cho mình vào các nhóm nha. Bạn nào chia sẻ cho cô vào 10 nhóm nha thì các bạn sẽ được nhận ngay quà là một túi sách rất là cực xinh nha. Các bạn cho mình số điện thoại nha, để tí là bất ngẫu nhiên nha các bạn. Nếu như bạn nào trúng thì được nhận quà trị giá là 800k nha. Chị yêu cho em số điện thoại đi chị Sen ơi. Ruby Thảo, Lê Lan, Thủy Hồng Hậu, chào chị. Như vậy các bạn comment cho mình số điện thoại, ba số cuối điện thoại nha, để được nhận phần thưởng nhé. Hường Lê 160. Các bạn nhớ comment số điện thoại cho mình và nhớ chia sẻ, các bạn mới được nhận quà nha. Thảo Ruby 194. Đào Công Thái 830. Cảm ơn chị Hậu 468. Gấu ART 138. Tám chín chín, cảm ơn chị yêu. Gia đình Stein 6769. Bạn nào chưa ấy được thì ghi lại nhé. Không kịp rồi, Thu Hà 327. Hồng Trần 125. Út Hiền 562. Sắp giấy cho mẹ đi gái ơi. Hà 205. Nhật Việt 986. Sắp cho mẹ ít giấy nè. Cách nữa hả? Hoàng Phú 17. Tôn Bộ Tôn Bảo 318. Nguyễn Sáng 025. Đại Hiệp 365. Thu Trang 06. Rồi Đại Hiệp 365 rồi nha. Các bạn comment cho mình ba số điện thoại nha, để tí là bốc xăm ngẫu nhiên nha các bạn. Nhớ là các bạn phải theo dõi livestream từ đầu đến cuối nha. Thì các bạn sẽ được nhận ngay một
một bộ nước hoa và một bộ son trị giá là 800k nha, Nguyễn Dung 068. Chị Tin ơi, cô vẫn chưa ghi được số của em. Chị Tin ơi, cho cô xin lại số đi, chị Tin ơi. Chào cả nhà, mời cả nhà về chơi mini game nhá. Trần La Ve 049. Rồi có của Sư Tin rồi nè, 697. Trần La Ve 0949. Trung Linh 069. Nhớ là các bạn phải chia sẻ ở chế độ công khai nha. Như vậy tí nữa bốc xong trúng thưởng thì mới được nhận quà nha các bạn. Và quà trị giá là 800k nha các bạn. Và những bạn phải theo dõi từ đầu đến cuối, đúng 9 giờ mình kết thúc gọi tên thì bạn đó nhận nha. Xuân Anh 1919. Các bạn nhớ chia sẻ cho mình nha, chia sẻ ở chế độ công khai nha các bạn. Và tí nữa mình sẽ bốc xong ngẫu nhiên nhé. Nếu như trúng của bạn nào thì bạn nó sẽ được nhận phần thưởng trị giá 800k nhé. Hà City 749 nha cô, ok em. Hà 749. Chào Hạnh Hùng, chào Kiều Trinh. Cảm ơn, cho mình 3 số cuối của điện thoại để nhận nha, nhận quà nha. Kiều Trinh 563, Hoài Thương 004. Cắt cái mã giấy đi gái ơi. Rồi bóng mưa 508. Duyên mi 012. Cả nhà vào chơi mini game nha, các bạn nhớ chia sẻ cho mình ở chế độ công khai nhé. Và comment cho mình bê số cuối của điện thoại. Tí nào mình sẽ bóc ngẫu nhiên, nếu như bạn nào trúng thì được nhận phần thưởng trị giá là 800k nhé. Lan Anh 217. Mộc Miền có rồi nhá, Hành Hùng 136. Mộc Miền 679. Các bạn nhớ chia sẻ cho mình ở chế độ công khai nhá. Tí này mình sẽ bốc xong ngẫu nhiên và phần thưởng thứ nhất mình sẽ tặng cho các bạn một bộ nước hoa và một bộ son môi trị giá 800k. Ngoài ra mình có các giải phụ nữa nhé. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên thêm hai bạn nữa để tặng cuốn sách nha các bạn. Các bạn cố gắng lên được 100 được like, mình sẽ tặng thêm 3 giải phụ nữa nha. Như vậy mình trải một giải nhất là 800k, các giải phụ trị giá 100k nha các bạn. Để cho các bạn dễ trúng là nếu như lên 100 lượt xem thì mình sẽ cho thêm 3 giải phụ nữa nha. Tú Anh 217. Như vậy tí mình sẽ bốc xong ngẫu nhiên nha các bạn. Nhớ là các bạn phải theo dõi từ đầu đến cuối mới được nhận thưởng nha. Và chia sẻ cho mình ở chế độ công khai nha mọi người. Minh Thùy. Minh Thùy. Rồi Minh Thùy cho lại số đi Minh Thùy ơi, qua mất rồi. Ngọc Thanh 237. Hành Đông ơi, các bạn, các em chỉ cần ghi cho cô 3 số cuối, số điện thoại của em đó. Tí nữa cô bóc họ ngẫu nhiên trong đây nhá. Nếu trúng tên là Hạnh Hùng với 3 số cuối thì em sẽ được nhận phần thưởng là 800k, tức là một bộ nước hoa và một bộ son môi. Và cô sẽ cho 3 giải phụ nữa. 3 giải phụ sẽ được nhận là 3 cái túi xách tương ứng với một việc, mỗi cái túi xách trị giá là 120.000. Mai Hòa, cha Mai Hòa. Út Mốm 550. Trần Quang Vũ 080. Lấy bút kia cho mẹ đi. Quang Vũ
2 mấy nhỉ? 080. Các bạn nào chưa mà mình chưa đọc tên được thì các bạn cho lại nha. Muôn Hòa 6 216. Hoa Trần 324. Minh Thì cho cô lại à, Minh Thì 908 908 Minh Thì. Minh Thủy. Đồng Môn 199. Các bạn nhớ chia sẻ chế độ công khai nhé. Và nhớ là các em chào Thanh 911, Thanh 911 nha. Nhớ các bạn chia sẻ ở chế độ công khai, như vậy tí là bốc xong lên, nếu như trúng bạn đó phải chia ở chế độ công khai các bạn mới nhận thưởng nha. Muôn Hà 261. Nhớ và chính xác số điện thoại đầy đủ, nhưng mà mình tính số cuối tí là mình kiểm tra nha. Lan Ngọc 2 lạ 3. Lan Ngọc 2 lạ 3. Phương Thu 925. Các bạn nhớ chia sẻ ở chế độ công khai nha. Như vậy tí là bốc xong ngẫu nhiên, nếu bạn nào trúng thì bạn đó sẽ được nhận một món quà trị giá là 800k nha các bạn. Ngoài ra mình sẽ bốc xong bốc thêm 3 bạn nữa để lấy 3 giải phụ. 3 giải phụ đó là mỗi giải là 120.000, ứng với một cái túi xách rất là xinh nha. Tiểu Cân 427. Diệu Hồng 578. Bạn nào mà mình đọc chưa đọc tên bạn cho mình lại nha. Quỳnh Anh 479. Quỳnh Anh 479. Mi Nam 007. Mai ơi. Quỳnh Anh. Rồi Quỳnh Anh có rồi, Muôn Hà có rồi nha. Tú Anh 217 có rồi nha bạn. Trương Lê Hồng, không mày con đừng ghi nữa nó trùng con. Trương Lê Hồng 906, Lê Hồng. Mai 779. Mai 779. Huyền Trần 145. Trường 906. Nguyễn Thị Học 101 có rồi mẹ. Sao để mình mà biết con biết nó rồi. Nè, nè. Phạm Minh Hí 239. Cảm ơn Mai. Các bạn nhớ chia sẻ cho mình nha. Các bạn nếu chia sẻ vừa 10 nhóm mà không bóc ngẫu nhiên thì bạn được nhận ngay một cái túi xinh nha. Còn bạn nào chia sẻ cho mình mà tí là mình bóc xong mà trúng ở trong này, bóc ngẫu nhiên nha các bạn. Bạn nào trúng thì lại được nhận một món quà trị giá là 800k nha. Mai Mocha 807. Mai Ly. Mai Ly. Mai Ly 807. Nguyễn Trần 199. 145. Huyền Trần. Nguyễn Trần. Huyền Trần 119. Nguyễn Thị Học 101. Ghi rồi. Ghi rồi hả? Con ghi học rồi hả? Tiền Trần. Nguyễn Trần con ghi chưa? 119 Nguyễn Trần. Huyền Trần à, đó. Thanh Thanh 802. Thanh Thanh Phương Phương. Phương Phương 509. Các bạn nhớ là tí nữa mình bốc xong ngẫu nhiên nhá. Bạn nào trúng thì để được nhận quà nha các bạn. Trị giá là 800k nha các bạn. Nhưng các bạn nhớ rằng người nhận quà các em phải chia sẻ ở chế độ công khai nha. Ruby Nhung 269. Ruby Nhung 269. Không chia sẻ được hả em? Sao lại vậy ta? Thu Hương 6 53. Các bạn vừa chơi mini game nhá. Các bạn chỉ cần cảm ơn hậu. Các bạn chỉ cần chia sẻ
Và comment cho mình ba số cuối điện thoại. Chị bốc xong ngẫu nhiên, nếu bạn nào trúng thì giải thưởng nhất được là 800k nhé. Còn giải nhì, giải ba, giải tư tương ứng với là 120k nha các bạn. Bảo Đăng, luật chơi rất là dễ nha Bảo Đăng, em chỉ cần comment cho cô ba số cuối của điện thoại, số điện thoại của em á. Comment cho cô ba số cuối số điện thoại của em nhé. Và chia sẻ ở chế độ công khai, tí nào cô bốc xong ngẫu nhiên. Nếu như trúng số của em thì em sẽ được nhận quà là 800k nhé, tức là một bộ nước hoa và một gì? Một bộ son môi rất là xinh nha. Mỹ Hằng 532. Mỹ Hậu Nguyễn. Bảo Đăng 749. Huyền Trần, Huyền Trần 1. Bảo Đăng bao nhiêu rồi ta? Bảo Đăng, Bảo Đăng ơi cho cô lại số đi, cô quên mất rồi. Mỹ Hằng 532 có rồi nhá. Hiền Trần, ok Hiền Trần nha, ghi rồi nha. Luật chơi rất là dễ nha các bạn, các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ba số cuối điện thoại của các bạn á. Tí nay mình bốc xong ngẫu nhiên, nếu các bạn trúng thì các bạn sẽ được nhận ngay, tức là bốc cái công khai nha các bạn, muốn như là mình trọn lên mà bốc ngẫu nhiên nha. Bạn nào trúng thì nhận mộng quà là 800k nha. Cảm ơn thầy Văn Chính. Hương Nguyễn 880. Bảo Đăng 749. 749. Rất là dễ chơi nha các bạn. Các bạn chỉ comment cho mình ba số cuối của điện thoại và chia sẻ ở chế độ công khai, các bạn sẽ được nhận ngay một món quà trị giá là 800k nhé. Và mình sẽ cho thêm ba giải phụ nữa trị giá 120k nha các bạn. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần comment ba số cuối của điện thoại của bạn và chia sẻ ở chế độ công khai, tí nữa mình bóc xong mình bóc cái sạp bộ, bóc 4 cái nhé, một cái dễ nhất và ba cái dễ phụ nữa nha các bạn. Cảm ơn Mỹ Hậu. Biểu Căn 427 cô ghi rồi nha. Diệu Huệ 342. Diệu Huệ 342. Linh Linh 072. Sắp giấy đi con. Sắp mà sắp gì sắp hoài vậy. Linh Linh máy quên mất rồi. Linh Linh cho lại cô số nha. Hầu 354 ghi rồi nha. Vô Thường 661. Một 172 Thu Diễm. 172 Thu Diễm. Mỹ Tâm 455. Tình Em 529. Linh Linh 072. Trần Thi 227. Linh Linh ghi rồi nha. Trần Thi 227. Các bạn nhớ rằng là phải xem từ đầu đến cuối nhá, bởi vì tí nữa mình đọc tên mà 5 lần mà không có tên bạn đó thì các bạn không được nhận đâu nha. Mình sẽ bóc ngẫu nhiên bé Tuyền 057. Bé Tuyền 507 và Cẩm Tú 695. Mẹ người chơi mạnh vào nhá. Trinh MT 390. Thị Tùng 343. Luật chơi rất là dễ nha các bạn, các bạn chỉ cần chia sẻ và comment cho mình số ba số cuối điện thoại của các bạn, tí nữa mình bóc ngẫu nhiên nhá. Nếu như bạn nào trúng thì được nhận ngay phần thưởng với trị giá là 800k nhá. Trần Nhật Việt cô ghi rồi nha. Trần Nhật Việt Linh Tinh 072 ghi rồi nha. Hiếu Ngọc 266. 266 Hiếu Ngọc. Chín giờ nha các bạn, 9 giờ mình sẽ dừng lại nha, 9 giờ mình sẽ dừng cái livestream này lại để bóc nhá. Còn các bạn nào mà chia sẻ ở cho mình vào 10 nhóm
Thì không cần bắt ngẫu nhiên, bạn cũng dĩ nhiên sẽ được nhận ngay một món quà, đó là một cái túi xách rất là xinh nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ về 10 nhóm ở chế độ công khai và thành công sẽ được nhận ngay một cái túi xách nhé. Và được một tập tài liệu học về phương pháp bán online nhé. Nguyễn Dung em ghi rồi nhá, Hà Sochi cô ghi rồi nha, Trinh Trinh MT Tâm ghi rồi nhá, Tuyết Tu Ti 247, Quỳnh Anh chia sẻ là 30 nhóm rồi nha cô. Ok, như vậy khi các bạn chia sẻ là 30 nhóm thì các bạn cũng nhận được một bộ nước hoa nhá, và một cái túi cực xinh nha, cũng trị giá là 800k nha các bạn. Nhưng mà tí nữa chụp lại cho cô coi các em đã chia sẻ 30 nhóm thành công nha. Nguyễn Dung Thủy Toàn 390, Toàn Thủy 390 đó. Toàn Thủy 390, Bé Tiền 057 Tâm ghi rồi nha Tiền, Thanh Thanh 802, Điên Lan 310 310 Điên Lan. Sẽ kết thúc vào 9 giờ mình sẽ bóc nhé. Các bạn nhớ là phải xem livestream đúng 9 giờ mình sẽ bóc nha các bạn. Trần Thanh Bình 532. À Quỳnh Anh ơi, nếu em đã chia sẻ ở 30 nhóm rồi thì chụp màn hình gửi cho qua cho cô để nhận quà nhé. Những bạn nào đã chia sẻ ở 30 nhóm thì các bạn chụp màn hình gửi qua cho mình để nhận quà nhé. Còn cái bóc xong trúng thưởng này mình sẽ kết thúc ở cuối giờ nha các bạn. Lê Anh Tú 127 Lê Tú Anh 217 Tú Anh 217 à, 271 cái xin lỗi 271 Luật chơi rất là dễ nha cả nhà, các nhà cả nhà chỉ cần chia sẻ cho mình 10 lần vào 10 nhóm thành công, các bạn sẽ được nhận ngay một túi xách rất là xinh. Còn nếu các bạn chia sẻ vào 30 nhóm thành công thì các bạn sẽ được nhận một túi xách rất là xinh, một bộ son môi và một bộ nước hoa nha các bạn. Và các bạn comment cho mình 3 cái số cuối điện thoại của các bạn, mình sẽ bỏ vào đây, tí là bóc ngẫu nhiên, nếu các bạn trúng thì các bạn được nhận quà, đó là trị giá 800k. Và mình sẽ bóc thêm 3 giải phụ trị giá là mỗi giải là 120k nhá. Bùi Thị Bích Ngọc 677. Bùi Thị Bích Ngọc 677. Ok Hà, Hà có ghi rồi nhá, 749 Trinh MT 429 Tâm ghi Trinh rồi nha. Nguyễn Văn Thần 185, Linh Phạm 185 là quả. Văn Thần. Linh Phạm 849. Vu Lan 702. Vu Luân, 702. Sẽ kết thúc tại lúc 9 giờ nha Mai, lúc 9 giờ sẽ kết thúc nha. Và bóc xong khi mà các bạn nhớ là phải xem livestream từ đầu đến cuối mới được nhận quà nha. Ngọc Hạ Phan Vi 085. Úc Hiền 562. Phan Vi 085. Úc Hiền 562. Úc Hiền 562, Cẩm Tú mẹ ghi rồi. Sang Sang, Cẩm Tú ghi rồi nha. Sang Sang 537. Luật chơi rất là nhẹ nha, các bạn chỉ cần comment cho mình 3 số cuối điện thoại của bạn á, mình sẽ bỏ vào đây nha. Tí này mình sẽ bóc xong ngẫu nhiên, nếu các bạn trúng thì đợi được nhận quà với trị giá là 800k nha. Các em Nguyễn ơi cho xin số điện thoại 3 số cuối đi. Trang Chiều 895. Trang Chiều 895. Ngọc Linh 045. Ngọc Linh ghi chưa ta? Biết mà. Ngọc Linh
bao nhiêu vậy con? 045 045 Xuân Cảnh 7 35 35 7 35 Và sao có Xuân Cảnh 313 nữa? Đúng rồi Quỳnh Anh ơi, like xong gửi tin nhắn cũng được nha, tí like xong rồi bạn gửi tin nhắn cho mình sau nhé. Rồi Minh Thủy đã chia sẻ rồi, tí là bạn nhận quà và nhận tài liệu nha. Bích Ngọc Phạm Vi Ngọc Linh 9 gì đó phải nha. Nhâm cái lỗ Tuấn Trâm không đọc kịp. Ngọc Linh 67967 Xuân Cảnh tại em tưởng đoán số tiền không, em chỉ cần comment ba cái số điện thoại thôi. Xuân Cảnh ơi, comment lại cho cô ba số điện thoại đi. Linh Phạm 849 849 Quỳnh Nga 417 Văn Hành 627. Rồi cảm ơn Cẩm Tú nha. Văn Hành 627. Thu Hương 006. Đúng rồi, ba số cuối điện thoại nha Thu Hương. Các bạn comment cho mình ba số cuối của điện thoại nha, để tí là bốc xăm ngẫu nhiên nhá. Bạn nào trúng thì được nhận quà trị giá là 800k nha. Xuân Cảnh 313. Rồi cảm ơn em Xuân Cảnh. 313 Xuân Cảnh. Cũng được, không sao đâu, các bạn chỉ comment cho cô ba số bất kỳ cũng được. Chỉ cần tí là bóc ra của bạn nào thì bạn đó được nhận á, bởi vì mình ghi tên của các bạn nữa mà. Trung Đức 2200. Trung Đức 200. Số điện thoại hoặc số bất kỳ cũng được nha các bạn, bởi vì mình chỉ cần bóc lại bóc lại lên một số, nếu khơi ra mà trúng tên của ai và số của người đó thì người đó sẽ được nhận phần thưởng nha. Cẩm Tú 736. Tuấn Trâm 568. Tuấn Trâm y đơn hả? Bao nhiêu con? 568. Bé Duyên 057. Cẩm Tú. Dạ ok. Tây Nguyên 833. Tây Nguyên cô gái. Tây Nguyên cô gái hả con? 833 hả? Trò chơi rất là dễ nha các bạn, mà phần thưởng của các bạn là được 800k nha. Phạm Hà 6963. Phạm gì rồi mà quên mất rồi, cũng đừng có nói ngang nha bạn. Ngọc Nguyên, Hồng Ngọc Nguyên 319. Hồng Ngọc Nguyên 319. Rồi cảm ơn Biển Lan nhá, tí nữa cô sẽ kiểm tra nhá. Như vậy các bạn nhớ chia sẻ ở chế độ công khai nhá, và comment cho mình ba số bất kỳ cũng được, hoặc là ba số cuối của điện thoại của các bạn. Tí nữa mình bóc lên trúng tên và trúng ba số của các bạn thì các bạn sẽ được nhận ngay quà trị giá là 800k Nhung Nguyễn 699. Trúc Nguyễn 987. Sắp đi con, gì giải đôi vậy? 8 8 mấy quên rồi. 9987 Trúc Quỳnh phải không con? Trúc cái gì á? Trúc Nguyễn. Chào Xuân Thạch. Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn 950. Triệu Vi 269. Sắp nhỏ đây con. Sắp nhỏ Triệu Vi số mấy vậy con? 269. Triệu Vi 269.
Triều Vy 269, mẹ lấy bên kia kìa. Hồ Heo 246, Ngọc Linh. Mẹ lấy bên kia kìa. Đúng rồi Ngọc Linh, em chia sẻ cho cô 10 nhóm nhé, thì sẽ được nhận quà ngay nhé. Ngoài ra các bạn comment cho mình 3 số cuối của điện thoại của các bạn, hoặc là 3 số bất kỳ cũng được. Tí nào bốc xong trúng thưởng nha. Cuối livestream mình sẽ bốc ngẫu nhiên 4 bạn. Bạn đầu tiên sẽ được một món quà trị giá là 800k, và 3 bạn sau trị giá mỗi món quà là 120k nhé. Hà Phạm 693, Quỳnh Nga 417. Quỳnh Nga cô biết rồi nhé. Hà Phạm 693. Nhất Trần 518. Mẹ lấy bên này nhé. Thu Thảo 998. Nguyễn Nhung, rồi ok Nhung, tí nữa cô sẽ kiểm tra nhớ chụp màn hình và chia sẻ đã thành công nha em. Để được nhận quà nha. Cảm ơn Hạnh Hùng. Rất là dễ nhận quà nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình 3 số ngẫu nhiên, có thể là 3 số điện thoại của các bạn cũng được. Tí cuối livestream mình sẽ bóc ra ngẫu nhiên, nếu bạn nào trúng thì được nhận quà trị giá là 800k nhé, và 3 giải phụ trị giá là 120k. Nhớ là bạn phải xem livestream từ đầu đến cuối nhé. Triệu Vy, cảm ơn Triệu Vy. Xuân Cảnh, bóc đi cô ơi, sao mình quy định là 9 giờ cho nên mình phải đúng hạn là 9 giờ mới bóc được nha bạn. Xuân Cảnh, Đằng Ba Ra 654, Dung Ken 483. Dung gì con? Khai à? 843. Nhung Nguyễn ơi, đúng 9 giờ mới bóc được nhá. Phạm Minh Hí, 9 giờ cô sẽ bóc nhá. Các bạn đợi một xíu nữa nha. Theo quy định là 9 giờ mình sẽ bóc nha. Bồ Công Anh 347. Ba bốn bảy. Quỷ nhỏ 488. Quỷ bé nhỏ gì con? 488. Nguyễn Thư 316. Yên Nhung 479. Bạn gì 713, một giai tiếng gì đây? À, Phạm Huyền ơi, nhớ là phải xem livestream từ đầu đến cuối mới được nhận quà nhé, chứ còn đi ngủ một giấc dậy nhận quà là không cho nhận quà đâu nha. Đúng 9 giờ cô sẽ bóc nha các bạn. Đúng 9 giờ Tâm sẽ bóc nha. Ngọc Linh ơi, 9 giờ nhá. Nguyễn Thị Hoa 324. Nguyễn Thị Hoa 324. Rất là dễ nhận quà nha các bạn. Các bạn đừng thả tim nhiều, thả tim nhiều nó tắt luôn á. Rất là dễ nhận quà nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình 3 số ngẫu nhiên hoặc 3 số điện thoại của các bạn cũng được. Tí này mình sẽ bóc xong nhá, mình sẽ bóc ngẫu nhiên, nếu bạn nào trúng thì đã được nhận quà trị giá là 800k, và 3 giải phụ trị giá là 120k nha các bạn. Rất là dễ chơi phải không các bạn? Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ngẫu nhiên 3 số cuối nhá. Bóc đi chị à. Nguyễn Nhung ơi, phải đúng 9 giờ nha Nguyễn Nhung, vì đã hứa rồi nên mình phải giữ đúng 9 giờ. Hà Nhật Anh 103. Anh 103. Hồng Sơn 702. Hồng Sơn
702 702 Hồng Sơn. 169 Cảm ơn Nguyên Ngô, má đẹp lâu rồi mà. Bạn gì đây? Võ thì Diêu. Võ thì Diêu hay sao? Diêu. Thôi mình cứ ghi cái nick đi nha. 150 150 Lan Ngố. Lan Ngố 360. Mi Ngố là 6. Lan Ngố 360, Lan Ngố bao nhiêu con? Lan Ngố. Mi Ngố. Mi Ngố là 686. Mi Ngố bao nhiêu vậy? 686. Quyên 9 79. Xù gì đó. Quyên xù. Quyên xù 979. Rất là dễ nhận quà nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ngẫu nhiên beo số cuối hoặc beo số điện thoại của các bạn càng tốt. Tí này mình bắt ngẫu nhiên nha các bạn. Mình sẽ cho một giải nhất trị giá 800k và 3 giải phụ trị giá mỗi giải là 120k nhé. Kiều Mai 911 Trân Hương có ghi rồi nhé. Kiều Mai 911. Nhớ là những bạn mà được nhận quà thì các bạn phải chia sẻ ở chế độ không coi nha. Bởi vì mình sẽ bốc cái 4 giải luôn nha các bạn. Lúc đầu mình chỉ dự kiến một giải, bây giờ mình sẽ ra các bạn 3 giải phụ nữa nên khả năng trúng rất là dễ nha các bạn. Lúc đầu mình dự kiến một giải, bây giờ mình dự kiến thêm 3 giải nữa các bạn, gồm có một giải trị giá 800k và 3 giải phụ kia trị giá mỗi giải là 120k nhá. Hằng K O I. Tám ba sáu. Kiều Anh. Rồi ok em. Ngọc Thanh, Linh Thanh cho vào nhóm được nhá. Thanh Ngân 368. Trần Lan Hương 574. Hồng Nhung 987. Tú nó kêu sao cái số này quen thế. Hồng Nhung 987. Ba ra Đặng. Cô cũng không nhớ Đặng là ai luôn. Tí này cô kiểm tra trang cá nhân. Các bạn về chơi mi game nhé. Rất là dễ nhận quà nha các bạn. Chỉ cần các bạn comment cho mình beo số cuối của điện thoại của các bạn hoặc là beo số bất kỳ và các bạn chia sẻ ở chế độ công khai, các bạn sẽ được nhận ngay món quà trị giá là 800k. Hí Tâm 027. Thanh Nga 368. Thanh gì? Thanh Ngang hả? 368. Muôn Hà. Nhưng Muôn Hà đã biết rồi. Ngọc Sang 644. Ngọc Sang 644. Thảo Nguyên 148. Thảo Nguyên 148. Ồ lộn là 328. Thảo Nguyên 467. Hay là đây là chơi đủ số tiền. Diệu Linh 570. Quyên 570. Quyên lượt nha mẹ các bạn nhung. Đó, mẹ chờ đi chân con này. Các bạn comment cho mình bên số cuối số điện thoại của các bạn nhé. Phạm Hành 326. Các bạn nhớ là chia sẻ ở chế độ công khai nha các bạn. Nếu các bạn chia sẻ ở 10 nhóm thì các bạn sẽ được nhận quà nhé. Không cần bốc xăm bạn cũng được nhận quà nhé. Quyên Quyên 3038. 038. Bé Hà 727. Bạn nào chưa được thì đều đánh ái lại nhé. Bảo Yến 026. Bảo Yến 026. Rồi cảm ơn Nguyên Nhung. Nhung Nguyễn rất nhiều số. Yến Anh. Em chia đồ
đủ rồi chị Tâm ơi, em gửi ảnh chụp. Ok em. Cảm ơn Hồng Nhung nhá. Lan Ngô 891. Hình như Lan Ngô 891. mình kia Thanh Ngang ghi rồi nhá. Ly Ly 788. Rất là dễ chơi và dễ nhận quà nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình bên số cuối điện thoại của các bạn. Tí là bốc xong ngẫu nhiên nha các bạn. Giải nhất gồm có là trị giá 800k và gồm có 3 giải phụ trị giá là 120k nha các bạn. Mỹ Tâm, Thảo Nguyên, Hằng. Rồi ơi em. Thảo Nguyên 510. Thảo Nguyên cô ghi rồi nha. Vòng quay may mắn 123. 123. Muôn Hà, rồi cảm ơn em nhé. Tí thì sẽ điện quà sau nha Muôn Hà. Một hai hai quả bổ lanh cam. Cam đi. Bao nhiêu vậy con? 122. Rồi 123 quả vòng quay may mắn. Ghi rồi nha. Quyên Quyên. Quyên Quyên ơi, số điện thoại của em đang xài nhá. Cho cô ba số cuối số điện thoại của em đang xài. Và tí nữa bốc ngẫu nhiên, nếu như trúng thì em sẽ được nhận quà trị giá là 800k nha. Rồi Pha Pha Đặng cảm ơn em, tí nữa chụp màn hình cho cô xem nhé. Bảo Lâm Cam 122 rồi nha. Vòng quay may mắn 123 đã ghi rồi nha bạn. Rất là dễ chơi nha các bạn. Các bạn chỉ cần comment cho mình bên số cuối điện thoại của các bạn. Về sẽ bốc ngẫu nhiên nhá, bốc ngẫu nhiên. Nếu như bạn nào trúng thì phần thưởng trị giá là 800k nha các bạn. Nhớ là các bạn phải xem livestream từ đầu đến cuối nhá. Đến lúc 9 giờ mình sẽ kết thúc, hiện tại là 20 giờ 51 phút. Và 9 phút nữa mình sẽ bốc nha các bạn. Nhớ là các bạn phải xem livestream từ đầu đến cuối. Còn bạn nào không theo dõi thì sẽ không được nhận nha. Yến Nhi 267. Nguyễn Trần. Rồi ok em. Nhớ là các bạn chia sẻ nha các bạn. Chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ba số điện thoại bất kỳ của ba số điện thoại của các bạn nhé. Ba số cuối điện thoại của các bạn. Tăng Hiền cảm ơn em. Nhớ chia sẻ với cô Hiền nha. Quý Khương 128. Diệu Linh cô ơi bốc đi à. Ok em, bây giờ là 20 giờ 52 phút, 8 phút nữa nha các bạn. 8 phút nữa mình sẽ bốc nha. Trên máy 8 phút nữa mình sẽ bốc. Nhớ là những người mình bốc mình sẽ đọc tên 5 lần. Nếu không có tên bạn đó thì sẽ chuyển sang cho người khác nha. Các bạn nhớ là mình chuẩn bị bốc thì yêu cầu các bạn là phải như thế nào? Phải có xem mặt từ đầu đến cuối mới được lấy nha. Màn yếu và chậm quá. Rồi 122 của bạn Bảo Lâm Cam rồi nha. Như vậy luật chơi rất là dễ nha các bạn. Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ba số cuối của điện thoại của các bạn đấy. Tí này mình bốc ngẫu nhiên. Nếu như bạn đầu tiên sẽ được giải thưởng trị giá là 800k và ba giải phụ trị giá là mỗi giải là 120k nha các bạn. Hạnh Hồng 65. Cảm ơn Hồng Nhung. Cảm ơn Khánh Linh nè. Khánh Linh ơi cho số ba số cuối điện thoại để nhận thưởng nha. Hồng Nhung 559. 559 Hồng Nhung 559. 559. Phan Nguyễn. Phan Nguyễn 934. 934. Bây giờ chuẩn bị nha cả người, chuẩn bị bốc nha. Như vậy bốc ngẫu nhiên nha các bạn.
Em ghi nhầm một số thành bốn số. Được nha em, một số thành bốn số gì cũng được hết, miễn trong này bóc ra nó có chữ ba ra đặn là được. Nhớ bài tí nào bóc ngẫu nhiên nha các bạn. Như vậy mình sẽ bóc 4 cờ. Cờ đầu tiên các bạn sẽ được nhận quà với trị giá là 800k và 3 giải phụ trị giá là 120k nha. Đây tí nữa mình sẽ trộn lên. Bỏ lửa mở. Mẹ sẽ trộn lên bất kỳ rồi sẽ bóc. Mình sẽ trộn lên rồi bóc bất kỳ một cái nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị bóc được chưa nè. Đồng hồ ở trên đã báo bao nhiêu giờ rồi gì. Tự nhiên làm mất của mẹ à. Rồi 20 giờ 54 phút rồi nhá. Khánh Linh 092. Như vậy ghi cho Khánh Linh một cái nữa ta kết thúc nha. Khánh Linh 092. A Đăng 133. Rồi bây giờ dừng lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ bóc ngẫu nhiên nhá. Nếu bạn nào trúng thì phần thưởng sẽ được nhận là 800k nhá. Rồi mình sẽ khi cái bóc xong mình sẽ đọc bên 5 lần nha. Nếu 5 lần mà không có mặt thì sẽ chuyển sang cho người khác nha các bạn. Em nữa Minh Hí 239. Hình như là Minh Hí cô ghi rồi đó em. Thảo Nguyên cô ghi rồi nha. Bây giờ mình sẽ dừng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Và mình bóc người đầu tiên được nhận thưởng trị giá là 800k và ba bạn phụ sẽ trị giá là 120k nha các bạn. Như vậy phần thưởng của mình gồm có là một bộ nước hoa nè, một cây son môi, cho mày một cái tẩy trang trắng không. Như vậy mình sẽ bóc xong và bạn nào trúng sẽ được nhận phần thưởng là một bộ nước hoa và một số son môi tặng kèm tẩy trang nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Và ba giải phụ. Và ba giải phụ sẽ tặng cho các bạn ba cái túi xách rất là xinh nha. Ba giải phụ sẽ tặng cho các bạn ba túi xách rất là xinh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Rồi để cho các bạn nhìn vô đây nha. Mình sẽ bóc ngẫu nhiên một tờ nha. Rồi đây. Đây là Vũ Luân 702. Bạn Vũ Luân có đó không? Số đầu tiên mình bóc được đó là Vũ Luân 702. Bạn Vũ Luân có đó không nào? Như vậy mình gọi tên 5 lần. Nếu như Vũ Luân không xuất hiện thì mình sẽ chuyển sang người khác nha. Bạn Vũ Luân có đó không nhỉ? Vũ Luân lần thứ nhất. Bạn Vũ Luân 90702. Có Vũ Luân đây không nhỉ? Vũ Luân lần thứ nhất nè. Vũ Luân lần thứ hai. Vũ Luân đâu rồi nhỉ? Nếu gọi 5 lần mà không có Vũ Luân là buộc phải chuyển sang cho bạn khác nha. Vũ Luân lần thứ ba. Như vậy người trúng thưởng với trị giá 800 ngàn là bạn Vũ Luân nhưng mà không thấy sẽ chuyển sang cho người khác nha. Vũ Luân lần thứ tư. Bạn Vũ Luân đâu nhỉ? Không thấy bạn Vũ Luân đâu à. Nếu như bạn Vũ Luân không lên tiếng thì à may quá có rồi. Chúc mừng bạn Vũ Luân, cho cô xin số điện thoại địa chỉ để cô ship cho em nha. Vũ Luân ơi nhắn tin cho cô số điện thoại địa chỉ nhé. Để cô gửi món quà trị giá 800k cho bạn nha. Và bây giờ mình sẽ bóc ba giải phụ nữa nha các bạn. Ba giải phụ trị giá là 120k nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ba giải phụ nha các bạn. Mà thì Phan Phan ơi, em vào muộn rồi. Phải chờ được sau nhé. Hệ thống Messenger hồi nãy giờ đợi mãi cũng không thấy em đâu. Em cũng vào muộn rồi nè. Vũ Luân cho cô số điện thoại và địa chỉ nha em, để cô gửi món quà trị giá 800k này cho em nha. Và bây giờ mình sẽ bóc thêm 3 giải phụ. 3 giải phụ trị giá là 120k nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc thêm 3 giải phụ nha.
Và mình sẽ đọc 3 5 lần, nếu như mà không có tên thì mình sẽ chuyển sang người khác nha. Bây giờ mình bóc thêm 3 giải phụ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc thêm 5 giải phụ nha. Đây, bây giờ mình bóc ngẫu nhiên nha. Mình không nhìn vào trong đây nha. Bây giờ mình bóc ngẫu nhiên nha. Đây là số tiếp theo. Như vậy mình bóc thêm 3 giải phụ. Đây là số của bạn Hồng Mến 867. Bạn Hồng Mến có đó không nhỉ? Đây là số của bạn Hồng Mến 867. Hồng Mến có đó không nhỉ? Đây là số của bạn Hồng Mến. Số là 867. Hồng Mến ơi, em có đó không? Nếu như không có thì sẽ chuyển sang cho người khác nha. Đây là quả bạn Hồng Mến, đuôi là 867. Hồng Mến lần thứ nhất nè. Hồng Mến ơi, có đó không nào? Hồng Mến lần thứ hai. Bạn Hồng Mến có đó không vậy? Nếu bạn Hồng Mến mà không có, không lên tiếng, buộc phải chuyển cho bạn khác nha. Hồng Mến lần thứ ba nào. Nếu như mà Hồng Mến lần thứ 5 mà không có Hồng Mến lên tiếng, buộc phải chuyển cái số này cho bạn khác nha. Bây giờ mình bóc 3 giải phụ với trị giá 120k nhé. Như vậy giải nhất trị giá 800k thuộc về bạn Vũ Luân. Vũ Luân số đuôi điện thoại đó là 702. Bây giờ tiếp theo bạn số 2 đó là bạn Hồng Mến số 867. Hồng Mến lần thứ 3. Hồng Mến lần thứ 4 nào. Bạn Mến đâu rồi? Nếu bạn Mến mà lần thứ 5 không có, buộc phải chuyển cho bạn khác nha. Hồng Mến có đó không em ơi? Nếu có thì cho cô chữ có nha. Cảm ơn bạn Stin. Hồng Mến lần thứ 4 nào. Hồng Mến đâu rồi ta? Rồi, cô đã nhận được địa chỉ của bạn Vũ Luân rồi nhá. Cô sẽ gửi cho em vào sáng mai nhá. Hồng Mến lần thứ 5. Như vậy bạn Hồng Mến không có, buộc phải chuyển sang cho bạn khác nha. Như vậy bạn Hồng Mến không có mặt, chuyển cho sang cho bạn khác nha. Bây giờ cô tiếp tục bóc nha các bạn. Như vậy để lập lên cho nó các bạn ở dưới, chứ không là nó không đều nha. Bây giờ bóc cái thứ hai nha cả nhà. Mình cũng không nhìn trong đây đâu, mình bóc ngẫu nhiên nha các bạn. Rồi đây là số tiếp theo. Số gì đây ta? Hà Suti 749. Hà có đó không em ơi? Hà Suti nè. Đây là số 749 của bạn Hà. Hà có đó không em ơi? Có thì lên tiếng nha. À, đây là giải phụ dành cho bạn Hà Suti. Hà đâu rồi? 479. 749 của bạn Hà nè. Như vậy giải nhất thuộc về bạn là Vũ Luân với số là 702, trị giá quà là 800k. Và sẽ bóc cho các bạn 3 giải phụ nhé. Sẽ bóc 3 giải phụ. Giải phụ thứ nhất là bạn Hồng Mến không có đâu rồi. Tiếp tục bạn Hà nè. Hà có đó không Hà ơi? Hồng Mến ơi, cái của em đã qua rồi Hồng Mến à. Hồi nãy giờ gọi em tới 5 lần không thấy Hồng Mến nên phiếu của em được loại rồi Hồng Mến nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo là quả bạn Hà. Hà có đó không vậy? Hà Suti nè. Hà Suti đâu rồi nhỉ? Lê Ngọc Bích ơi, không chơi với em nữa đâu, ai biểu em vào trễ gì? Hồng Mến ơi, hồi nãy giờ cô gọi em rất là nhiều nhưng mà không thấy em đâu. Bây giờ đã bóc qua bạn tiếp theo rồi. Đây là bạn Hà Tu Ti. Bây giờ cô đếm 1 tới 5. Nếu bạn Hà không xuất hiện thì buộc phải chuyển cho bạn khác nha. Như vậy bạn Mến đã cho một thời gian rất là dài nhưng mà không thấy bạn đâu. Hà ơi, lần số nhất nè. À, có Hà chứ nhỉ? Hà vẫn chưa đó. Đây là Hà Ngọc rồi. Hà Tu Ti 7049 đâu nhỉ? Hà lần thứ hai. Hà đâu rồi? Nhân lên nhận quà là đừng có giống bạn Mến nè. Hà lần số 2 nè. Nếu như bạn Hà không xuất hiện thì buộc phải chuyển sang cho bạn khác nha. Bạn nào nhanh gọi bạn Hà giùm nè. Hà lần thứ 2. Hà Su Ti đó là. Hà đâu rồi Hà ơi? Hà lần thứ 3. Nếu không có là buộc phải chuyển cho bạn khác đó nha. Đã cho cơ hội rất là lâu rồi, không thấy bạn Hà đâu rồi. Hà
Su Ti 479 lần thứ 3 nè. Hai đâu rồi ta? Như vậy giải phụ thứ hai có khả năng là không được nhận nữa rồi. Hà Su Ti bằng thứ 3, thứ 4. Vẫn không thấy Hà đâu à? À, cảm ơn Lê Trương Dương Trương Ly. Lấy cái tên gì mà dài thế? Trương Dương Hương Ly. Lý, cảm ơn Lý nha. Như vậy buộc phải lò có phiếu tiếp theo của bạn Hà rồi. Bạn Hà có đó không nhỉ? Có thì vào comment chữ có cho cô nè, để được nhận quà nè. Như vậy cái gồm có một giải nhất trị giá 800k và gồm có 3 giải phụ, mỗi giải 120k. Bây giờ giải phụ thứ hai vẫn không có người nhận, đó là Hà Su Thiên. Lần thứ 5. Hà đâu nhỉ? Như vậy buộc phải bỏ đi cái phiếu số 2 của bạn Hà rồi. Buồn quá. Bây giờ tiếp tục bốc cái khác nha các bạn. Đây, mình sẽ trộn lên một tí cho nó đều nha, chứ không là tí các bạn mà bỏ trước là không được ấy. Rồi xong rồi mình sẽ bốc ngẫu nhiên nha các bạn. Mình sẽ bốc ngẫu nhiên một tờ nha. Đây, tờ tiếp theo là bạn gì đây? Trời ơi, ghi như thế này thì chết cha rồi. Bạn gì đây ta? Bạn Dung hả? 604 của bạn nào nè? 608 Hà ơi, tại sao cô gọi em mãi em không lên, đến khi cô dẹp phiếu thì em mới lên vậy? Hồi nãy giờ gọi Hà nó bắt mỏi luôn, không thấy Hà đâu. Cái số 604 của bạn nào nhỉ? Nãy ghi cái tên mà không rõ lắm. Đức Dung Hà Dương gì đây? 604 của bạn nào nè? Giờ ghi hồi nãy cái tên gì đây? Viên ghi vội quá. Số 604 của bạn nào nè? Bạn nào hồi nãy comment số 604 nhỉ? 604 lần thứ nhất nè. Bạn nào có số đuôi hồi nãy là 604 kem vào giờ comment cho cô có nha. 604 lần thứ hai nè. 604 lần thứ 3. Bạn Hà, hồi nãy cô gọi nó qua 5 lần rồi Hà ơi. Hồi nãy giờ gọi quá trời, qua 5 lần rồi nha. Hồi nãy cô gọi bạn Hà rất là nhiều. Bạn Hà đã qua 5 lần rồi. 604 lần số 2. 604 lần số 3. Và 604 lần số 4. 604 lần số 5. Như vậy bạn 604 này ở đâu nhỉ? Như vậy 3 giải phụ đều không có bạn nhận. Cô sẽ gọi tiếp 3 bạn nữa nhé. Như vậy sẽ bốc thêm cho các bạn. Sẽ chuyển sang các bạn khác nha. Như vậy dịp cơ hội đúng rất là nhiều. Bây giờ cô bốc ngẫu nhiên nha các bạn. Đây, lấy đại ra một cái nha. Đây là quả thanh Nga 368. Thanh ngang 368. Bạn thanh ngang có đó không nhỉ? Bạn thanh ngang 368 có đó không nhỉ? Giải phụ tiếp theo. Hà ơi, tí cô inbox cho em sau nha. Bàn thanh ngang 368. Có bàn thanh ngang đó không nhỉ? Đây là giải phụ thứ tư rồi nhá, mà vẫn không có người nhận. Bàn thanh nghe số 368 nào. Bàn thanh nghe đâu nhỉ? Bạn thanh nghe đâu các bạn ơi? Có bạn thanh nghe đó không nhỉ? Đây là thanh nghe 6368. 368 của bạn thanh nghe. Bạn thanh nghe 368 lần thứ nhất. Bạn thanh nghe 368 lần thứ hai.
Ngọc, bạn mới vào chơi hôm sau nha. Hà ơi, tí này inbox cho cô sau nhé. Thanh Nga, ba Thanh ngang 368 lần thứ 3. Và Thanh ngang 368 lần số 4. Cứ mỗi lần hô mãi không có, đến khi hết 5 lần thì các bạn xuất hiện. Như vậy rất là khó cho cô, bởi vì gọi liên tục mà không thấy các bạn đâu, đến khi không gọi nữa qua lượt khác thì bạn mới xuất hiện. Như vậy rất là khó cho cô nha. Như vậy bạn thân nghe đâu, mình cũng rất muốn đưa quà cho các bạn mà đợi mãi các bạn không nhận, đến khi không qua lượt rồi thì các bạn mới xuất hiện. Như vậy rất là khó. Bạn thân nghe đâu hả? Bạn thân nghe đi ngủ rồi à? Bạn thân nghe đâu nhỉ? Bạn thân nghe lần số 5. Như vậy buộc 4 giải phù đi qua luôn nha. Đây là giải phù tiếp theo, bỏ luôn giải phù nha. Như vậy 4 giải phù thì chưa các bạn nào nhận được nhá. Cơ hội tới mình rồi, đúng rồi đó. Bây giờ bóc tiếp theo nha các bạn. Đây mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha các bạn ơi. Đây bạn tiếp theo. Hùng Nguyễn à. Bạn Hùng Nguyễn 880 có không nhỉ? Bạn Hùng Nguyễn 880 có bạn Hùng Nguyễn đó ta. Bạn Hùng Nguyễn Hồng Nhung Hồng Nguyễn đây, Nguyễn Hồng, Nguyễn Hùng. Bạn 880 ông Nguyễn. Bạn nào có mình 880 hồi nãy nè, các bạn lên tiếng cho cô đi. Hồng Nguyễn 880, bạn hồi nãy comment mình 880 đâu rồi nhỉ? Hồi nãy giờ ba giải phụ đợi mãi không có bạn nào nhận hết ta. Hồi nãy giờ qua 4 giải phụ rồi nhưng vẫn không có bạn nào nhận. Đây là giải phụ thứ 5, Hồng Nguyễn 880. Hồng Nguyễn 880 nè. Hồng Nguyễn 880 lần thứ nhất. Hồng Nguyễn 880 lần thứ hai. Hồng Nguyễn ơi, em ở đâu em xuất hiện đi em ơi, đừng có để cô hô 5 lần em mới xuất hiện nha. Hồng Nguyễn lần thứ ba. Hồng Nguyễn lần thứ tư. Hồng Nguyễn lần thứ 5. Như vậy đã đến 5 giải phụ mà vẫn không có bạn nhận quà. Vậy tiếp tục một giải khác nữa nha các bạn. Như vậy cơ hội cho những bạn còn lại nhé. Bạn nào nhiệt tình thêm tới cuối cùng chắc chắn sẽ có thưởng nha. Đây mình sẽ bóc ngẫu nhiên nhé. Ở trong cái hộp mình cũng không có nhìn thấy nè nha các bạn. Đây bóc ngẫu nhiên tờ tiếp theo, hy vọng là một bạn nào đó sẽ bóc đúng. Của ai đây ta? À, vòng quay may mắn 1 2 3. Bạn vòng quay may mắn ơi, 1 2 3 có vòng bằng vòng quay may mắn nè. Bạn vòng quay may mắn có đó không nhỉ? À rồi, vòng quay may mắn cho cô địa chỉ nhé, số điện thoại và địa chỉ để cô gửi nha em. Như vậy chúc mừng một giải phụ đầu tiên trong như thế nào, trong 6 bạn mới được một bạn đầu tiên, đó là vòng quay may mắn. Vòng quay inbox cho cô nhé, nhắn tin cho cô nha hả. Bạn vòng quay may mắn nhắn tin cho cô số điện thoại và địa chỉ để cô gửi đi nha em. Đây những cái giải trúng con để riêng nha mẹ, trong tí nữa là mẹ quên nè. Đây cái đây cầm bạn Vũ Lân với lại vòng quay may mắn. Như vậy mình đã có hai bạn đã nhận giải thưởng, một là Vũ Lân nhận giải nhất với trị giá là 800k, bạn thứ hai là vòng quay may mắn nhận được một túi sách trị giá là 120k. Như vậy chúc mừng bạn vòng quay may mắn nhé. Bây giờ cô sẽ bóc thêm một cái nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bóc thêm một cái nữa nha các bạn. Rồi bây giờ bóc ngẫu nhiên nha các bạn. Rồi đây là không biết của bạn nào đây. Lan Anh 217. Đây là quả Lan Anh 217. Lan Anh có đó không nhỉ? Đây là số may
Giải phù thứ 7, Lan Anh, mùa 2017. Bạn Lan Anh còn đó không? Đây là số may mắn tiếp theo của Lan Anh, 2017. Bạn Lan Anh còn đó không nhỉ? Nếu như không có thì buộc cô phải qua luôn nhá. Đây là giải thừa phù thứ 7. Giải phù thứ 7 này trị giá là 120k nha các bạn. Bạn Lan Anh có đó không nhỉ? Tú Anh, Lê Tú Anh. Lê Tú Anh. Cái đây của Tú Anh hả? Rồi, tí nữa Tú Anh chụp màn hình cho cô nhé. Và chúc mừng bạn Tú Anh với giải thưởng là 120k nha. Và như đã hứa sẽ bốc thêm một giải phụ nữa nha các bạn. Như vậy ta đã có một giải nhất của bạn Vũ Luân trị giá 800k. Bạn thứ hai là vòng quay may mắn trị giá 120k. Và bạn thứ ba đó là bạn Tú Anh trị giá 120k. Và giờ cô sẽ bốc ngẫu nhiên một cái nữa nha các bạn. Tú Anh nhớ cho cô số điện thoại và địa chỉ nhé. Bây giờ là bốc thêm cái số tiếp theo. Số này không có tên rồi. Bỏ que đi gì, số không có tên này không biết chừng đâu mà đọc. Đây là số cuối cùng. Chị Sen, số điện thoại là 899. Chị Sen có đó không nhỉ? Outletic nè. Chị Sen, số điện thoại là 899. Chị Sen có đó không? Cô nhận thưởng giùm em đi. Đây là số tiếp theo nhé các bạn. Đây là giải phụ tiếp theo. Giải phụ thứ 8 trị giá 120k. Đó là của chị Sen với số điện thoại là 899. Chị Sen có đó không? Cô lên tiếng nào. Nếu không có thì buộc phải cho qua. Giải thưởng tiếp theo đó là của chị Sen, số điện thoại 899. Chị Sen đâu? Ai gọi giùm chị Sen cô nhận thưởng giúp nè. Nếu chị Sen có thì lên tiếng nha. Như vậy cuộc chơi minigame rất là dễ phải không các bạn? Các bạn chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai và comment cho mình ba số cuối của điện thoại. Thì khi bốc xong các bạn được giải nhất trị giá là 800k và gồm có 3 giải phụ, mỗi giải trị giá là 120k. Nếu như chị Sen không có thì buộc mình phải cho qua luôn nha. Chị Sen có đó không nhỉ? Đây là giải phụ thứ 8 trị giá là 120k. Chị Sen ơi, chị tỉnh ngủ giùm em đi. Số điện thoại 999 của chị Sen nè. Như vậy chị Sen lần thứ nhất. Chị yêu ơi có đó không nào? Chị Sen lần thứ nhất nào. Chuyển cho Thanh đi. Thanh đợi đi, tí là bóc trúng Thanh nhé. Chị Sen lần thứ hai. Chị Sen ơi có nhận nào. Rồi vòng quay may mắn em gửi địa chỉ cho chị theo số điện thoại nào? Em gửi cho địa chỉ và số điện thoại mà em nhận là được. Gửi bất kỳ số điện thoại nào mà gửi đến quà đến cho em được là được à? Em ghi cho cô số điện thoại mà em nhận hàng và địa chỉ em nhận hàng nha. Vòng quay may mắn. Chị Sen lần thứ ba. Chị Sen ơi chị đâu rồi? Và chị Sen lần thứ tư. Nếu như lần thứ năm mà không có buộc phải qua một bạn khác nha. Như vậy cơ hội rất là nhiều mà không? Cơ hội rất là nhiều. Gọi tới 8 giải, tài tính là tới 8 giải phụ. Và chị Sen lần thứ năm. Như vậy chị Sen không có buộc phải chuyển cho bạn khác nha. Rồi những bạn nào còn thức chắc chắn sẽ không phụ lòng các bạn đâu nhá. Bây giờ bóc tiếp nha. Còn những cái bạn thì trúng giải dựa cho mẹ nhé. Cầm riêng ra chứ không tí này. Cái đó không có. Cái đó không có người nhận. Rồi bây giờ sẽ bóc ngẫu nhiên một cái nha các bạn. Bạn Xuân 114. Bạn Xuân đâu rồi nhỉ? Đừng để hộp cho mẹ. Đây là bạn Xuân 114. Bạn Xuân đâu rồi Xuân ơi? Có bạn Xuân đó không nhỉ? Đây là giải phụ thứ 9. Như vậy ta gồm có một giải nhất trị giá 800k và có 3 giải phụ.
Nhưng mà đây gọi tới người thứ 9 rồi nè. Đây giày giải phụ tự nhiên của bạn Xuân số 114. Xuân ơi em có đó không? Chia sẻ 10 lần có quà nhé. Mình sẽ lấy 5 người, mình sẽ xét lấy 5 người chia sẻ 30 lần để nhận quà, và 5 người chia sẻ 20 lần để nhận quà, và 5 người chia sẻ 10 lần để nhận quà nha các bạn. Tí nữa mình sẽ ra lại. Bạn Xuân có đó không nhỉ? Bạn Xuân số 114. Không cho phép nhận giùm nha. Lê Minh Xuân. Có, rồi cái đây của bạn Lê Minh Xuân nha. Đây là Lê Minh Xuân số điện thoại 114 nha. Như vậy bây giờ mình sẽ xét những bạn mà chia sẻ vào các nhóm để mình gửi quà nhé. Bây giờ mình sẽ xét những bạn mà chia sẻ. Như vậy chúng ta đã thống nhất xong một giải nhất trị giá 800k và gồm có 3 giải phụ trị giá 120k. Bây giờ mình sẽ kiểm tra những bạn đã chia sẻ để gửi quà cho những bạn đã chia sẻ nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra để gửi quà, đó là nước hoa, son môi, túi xách, vỡ mocha cho những bạn đã chia sẻ nhé. Và những bạn chia sẻ nhớ là chụp hình lại cho mình là chia sẻ ở chế độ công khai và chia sẻ thành công. Bởi vì một số bạn chia sẻ nó sẽ chặn, nó không cho bạn chia sẻ. Cho nên việc bạn chia sẻ phải là thành công nhé. Bởi vì nhiều khi mình chia sẻ 30 nhóm nhưng mà chỉ có 5 nhóm nó chấp nhận, còn lại 15 nhóm kia nó không chấp nhận thì cũng không được tính nhé. Rồi bây giờ các bạn chụp màn hình lại cho mình xem là các bạn đã chia sẻ và mình sẽ kiểm tra nhé. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và chúc các bạn thành công. Những bạn nào chia sẻ thì chụp màn hình lại cho Tâm nhé. Và Tâm sẽ kiểm tra. Nhớ là chia sẻ phải thành công nhé. Bởi vì nhiều khi các bạn chia sẻ nhưng mà nó không thành công. Các bạn chụp và gửi qua tin nhắn cho mình nhé. Rồi chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Yến Yến ơi, hôm sau chơi nhé, vì kết thúc livestream lúc 9 giờ rồi. Như vậy livestream bắt đầu từ 8 giờ và đến 9 giờ chúng ta kết thúc, bây giờ đã quá rồi nha. Cảm ơn Yên Nhung. Rồi Bảo Đăng cứ chụp gửi qua tin nhắn cho mình nhé. Cảm ơn Yên Nhung rất là nhiều. Rồi chúc Yên Nhung ngủ ngon nha. Chúc Ngọc Sang ngủ ngon. Chúc Minh Lê, Lê Minh Lê Xuân ngủ ngon nha. Lê Minh Xuân nhớ cho địa chỉ nha. Cô ơi em, cô gửi cho em. Mình anh Minh sẽ biết hả em? Trường Nguyễn Đường Phổ. Rồi tí này nhắn tin cho cô nhé. Tí nữa Xuân nhắn tin cho cô nha. Bộ đăng chúc cô ngủ ngon. Rồi cảm ơn Bảo Đăng. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Và chúc cả nhà luôn xinh đẹp. Cảm ơn Ngọc Thanh. Chúc Ngọc Thanh ngủ ngon. Rồi Diệu Linh, em đã chia sẻ 10 nhóm rồi, cô sẽ gửi quà cho Diệu Linh nha. Nhớ là 10 nhóm các em phải chia sẻ ở chế độ công khai và chia sẻ thành công mới được nhận quà nhé. Như vậy mình sẽ gửi quà cho Diệu Linh với điều kiện Diệu Linh phải chia sẻ 10 lần thành công và vào 10 nhóm nhé, chứ không phải là chia sẻ cho các bạn, không phải là chia bài 10 lần mà chia sẻ vào 10 nhóm nhé Linh. Cảm ơn Trần Huy. Cảm ơn bạn Mỹ Hậu, chúc bạn Mỹ Hậu luôn xinh đẹp. Chúc Mỹ Hậu ngủ ngon. Rồi mình kết thúc livestream nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. Nguyễn Thư, em chia sẻ 15 lần rồi cô ơi. Ok em, bây giờ cô sẽ kiểm tra nhé. Những bạn chia sẻ cô sẽ gửi quà cho các bạn nhé. Vâng, số điện thoại của mình là 0918. Số điện thoại của mình là 0918 848 007.
Số điện thoại của cô là 0918848007 nha. Vòng quay may mắn. Hãy subscribe cho